Ví như hư không chẳng làm hoại hư không, cõi hư không trong không làm hoại cõi hư không ngoài, cõi hư không ngoài chẳng làm hoại cõi hư không trong. Như vậy này thiện hiện, sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng hoại không, không chẳng hoại quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh, không thể phân biệt đây là không, đây là chẳng không, vì tất cả pháp bản tánh đều không, trong bản tánh không không còn phân biệt. Hết quyển thứ 533.